hello hello Dì đức vũ xin kính chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của đức vũ cuộc sống mỹ tại dmv và đây là cái kênh mà tôi luôn chia sẻ những cái điều mà thực tế thiết thực cuộc sống ở mỹ ví dụ như là nhà cửa mỹ học hành cuộc sống ở mỹ rồi các cái uh, uh, việc làm tin tức uh, ở mỹ quý vị các bạn ha thì uh, hôm nay là đầu một ngày mới thì uh, mấy bữa rồi mình cũng hơi bận rộn các bạn ha thì uh, hôm nay mình lại cập nhật về uh, cái uh, thông tin liên quan đến nhà cửa. Thì quý vị các bạn cũng biết là trong tháng 7 bây giờ tháng 8 mà bây giờ là tháng 8 và sắp sửa qua tháng 9 rồi. Thì à, thứ nhất là nhà nó không có bán được ít người mua à, và người ta vẫn đang ngồi chờ. Thứ hai là do lãi suất nó căng à, căng cho nên là người ta cũng à, chưa có muốn mua đúng không các bạn? Chưa có muốn mua. Nhưng mà đó là chung chung của thị trường thôi nhưng mà có những cái những cái nơi thì nhà nó vẫn là sao bạn nó vẫn bán ầm ầm chứ không phải là không. Rồi có những người thì họ người ta ở lại, người ta <laughs> thực sự người ta muốn bán nhà. Cho nên là nhà vẫn bán được chứ không phải là không. À, nhưng mà tùy theo thị trường các bạn ha. Thì nhưng nhìn chung như các bạn mình đang nói để coi cho nhiều kiểu các bạn à, chạy vô cái kênh của Đức Vũ à, mới xem lần đầu thì hay à, comment theo cái kiểu là ờ xạo hay là gì đó thì à, đó là những cái thông tin Nhưng mà trước khi chia sẻ thì cầu chúc cho tất cả các bạn một tuần mới, một ngày mới luôn tràn đầy yêu thương, tràn đầy năng lượng và gặp nhiều may mắn Thì bây giờ mình sẽ cập nhật cái tin tức ngày hôm nay Ngày 22, đúng không? Không phải là ngày hôm nay nữa quý vị các bạn ha Ngày, ngày, ngày 23 thì ngày hai Cái tin này cũng mới các bạn ha Doanh số bán nhà tháng 7 đã giảm 19% so với một năm trước Và nó thấp nhất kể từ giữa 2020 thì mình xem thấy là xem cái tin này nó sẽ nói cái gì và cái tin này nó có mình hy vọng hy vọng rằng nó sẽ có rất là nhiều những cái à, nội dung những cái con số những cái số liệu và nó sẽ à, không phải là đúng một trăm đâu đối với các bạn bởi vì nó nghiên cứu và trên trên cái resfin thì họ cũng nghiên cứu họ sẽ xem cái danh sách à, tất cả cái khách hàng của họ và họ thống kê thì à, à, đây là một cái nguồn mà mình thấy nên tham khảo à, mà quý vị các bạn lưu ý là tham khảo thôi nha và lưu ý đức vũ không phải là một cái người realtor hoặc không có phải là một cái người mà giống như người việt người ta kêu là cò nhà đất gì hết chỉ là cập nhật cho quý vị các bạn với những cái người mà đang cần mua căn nhà lần đầu tiên à, hoặc là mua nhà ở mỹ hoặc là mua để kinh doanh hoặc là mua làm gì đó thì chúng ta có thêm những cái thông tin mà nó giúp ích cho tất cả quý vị các bạn rồi thì à, quý vị các bạn thấy là người mua giống như đức phú nói là trong cái bối cảnh à, lãi suất thế chấp cao và tình hình kinh tế nó không có ổn định mà nó không có chắc chắn thì à, cái danh sách mà người ta đi mua nhà mới nó giảm là cái chắc của các bạn cái đó không cần phải bàn tán với một số những cái người mà họ thực sự họ cần phải bán nhà để họ à, chuyển đến một cái tiểu bang khác hoặc là nhu cầu thực tế họ bán nhà thì họ vẫn còn giao dịch nhưng mà cái tốc độ nó rất là chậm thì doanh số bán nhà là giảm 19,3% so với năm ngoái vào tháng 7 À, cái này là so với năm ngoái vào tháng 7 ha mức xuống thấp nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch khi mà thị trường nhà ở gần như là gọi là bế tắc quý các bạn à, đó là cái mức giảm mà doanh số nhà lớn nhất hàng năm ở Mỹ à, trong hơn một năm qua à, nó phản ánh cái cái cái, cái 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 việc và tiếp tục sẽ là hạ nhiệt à, hạ nhiệt à, rồi các bạn thấy là lãi suất nó bây giờ nó khoảng chừng 5,4% và bất ổn kinh tế trên toàn nước Mỹ chứ không phải là không à, Vậy thì dân số mà bán nhà giảm 19% so với một năm trước nhưng mà so với tháng trước là nó giảm 4,1% phần các bạn à, phần so với tháng trước và giảm vào cái tháng thứ sáu liên tiếp có nghĩa là trong vòng từ đầu tháng 1 tháng 2 tháng 3 tháng 4 là nó những cái tháng hot đúng không các bạn tháng 5 tháng 6 là tháng hot và tháng 7 à, nhưng mà năm tháng nào nó có đầu nó giảm các bạn và một số người họ nói là những cái người mà mua nhà tiềm năng À, thì thực ra họ bây giờ tất cả những cái người mua nhà họ có tiền mua nhà nữa thì họ cũng đứng ngoài họ họ xem uh, cái giá trị đó của như thế nào rồi thị trường như thế nào thì họ mới mua uh, và họ cũng uh, xem là những cái uh, giá trị của cái căn nhà đó nó có giảm hay không các bạn ha mình đang nói là giá trị của căn nhà nó có giảm hay không nhưng mà thông thường các bạn thấy rằng á uh, là giá nhà uh, nó không có giảm mấy tháng trước mình nói là tháng 5 tháng 6 thì giá nó tăng trong cái năm nay nó tăng khoảng chừng 10.8% nhưng mà nó từ tháng 6 à, từ tháng 6 năm 2020 thì người ta thấy rằng á là nó tăng chứ nó không có giảm. Và cái tốc độ tăng nó khoảng từ 7.7% cho đến 10.8% tùy theo cái khu vực các bạn ha, có những khu vực nó tăng cao có những khu vực tăng thấp. Thì tốc độ tăng giá nó à, nó giảm xuống cái mức con số à sau 2 năm à, có, nghĩa là, có nghĩa là hồi trước nó tăng như thế này thì bây giờ nó tăng nhẹ nhẹ thôi quý vị các bạn ha đó thì đó là nó phản ánh cái nhu cầu mà cái người mua nó giảm à, những ngôi nhà mà bây giờ ở trên thị trường người ta bỏ lên thì nó lâu hơn và nó giảm bớt cái sự cạnh tranh thì những cái video trước mình đã chia sẻ với các bạn rồi những cái video trước và nhiều người bán bây giờ thì họ cũng À, rút lui rồi. À, bây giờ họ bán họ thấy không được lời thì họ à, không được ngon như hồi trước nữa bạn à không được ngon như tháng 4, tháng 5, tháng 6 hoặc là trong năm 2021 thì bây giờ họ sao? Họ ít nhà đi, à, họ không có bán nữa. À, thì à, với cái nhiều cái người mà à, với cái giá họ bán với cái giá thấp hơn những gì họ um, có thể nhận được trong cái thời điểm mà này. À, à, bởi vì thời điểm này là cái thời điểm mà khó, khó cho cho họ hơn đúng không ạ bạn? À, rồi nhiều chủ nhà thì họ vẫn tiếp tục uh, bán nhưng mà họ lại giảm giá à, và cái danh sách mới thì họ giảm nó khoảng chừng 13,5% so với năm ngoái cái mức giảm lớn nhất trong hơn một năm và nhiều người trong số những cái người mà bán đã uh, bỏ cái nhà của họ lên với cái giá ở đây là cái giá mà uh, chủ nhà họ giảm giá chứ không phải là giá trị ngôi nhà nó giảm các bạn ha chủ nhà nó giảm thì 21% người bán nhà đã giảm giá chào bán trong tháng 7 có nghĩa là 80 người, à, 100 người thì có khoảng chừng à, trăm của người đó bán cái giá mà nó giảm hơn, giảm hơn không phải là cái giá trị mình đang nói không phải cái giá trị của con nhà mà họ thay vì á mình nói cái nhà họ list lên họ bán là 500 trăm ngàn đúng không nhưng mà giá À, cái giá trị của căn nhà đó bạn nó tăng khoảng chừng hồi lúc trước họ mua 400, bây giờ họ bán 500 đó. họ bán 500 nhưng mà thực tế cái căn nhà đó đã tăng rồi đúng không các bạn nó tăng rồi, nó tăng chập kèn nhưng mà bây giờ họ không bán được 500 ngàn mà họ giảm xuống còn 70, uh, 475 ngàn chẳng hạn hoặc là 450 ngàn thì họ cái giá trị của nhà nó vẫn cao chứ không phải là thấp các bạn ha à, đó là mình giải thích thêm để mọi người thấy và cái mức cao này á <laughs> mình thấy nhiều cái dữ liệu á, thì có những cái người mà ở cái đại diện mà của Respin thì họ nói như thế này à, những cái người mà mua nhà vẫn à, tham gia vào cái cuộc à, mua nhà nhưng mà họ à, dành thời gian nhiều hơn à, không có phải cạnh tranh đấu thầu hoặc là bỏ giá cao hơn à, và bây giờ thì họ có cái quyền để họ quyền à, họ có cái quyền để họ chọn lựa các bạn. À, Uh, cách đây 3 tháng thì mọi người có một cái câu chuyện câu một câu nói như thế này nè câu câu nói mà nó hình hài nó rất là vui ở chỗ này là uh, chỉ cần tôi cần mua một cái nhà có bốn bức tường thôi và sau đó thì tôi sẽ uh, design thiết kế lại cái ngôi nhà đó nhưng mà bây giờ thì cái sự lựa chọn nó nhiều hơn, cho nên là, ồ oh, tôi mà mua căn nhà thì anh phải sơn, phải sửa, phải làm cái này, phải làm cái kia, thì cái đó mình đã nói với quý vị các bạn rồi. Thậm chí là họ muốn giảm giá, à, giảm hai chục ngàn, ba chục ngàn, bốn chục ngàn, năm chục ngàn, thì họ nói với cái người bán nhà, à, ah, đây là phải giảm giá. À, thì những cái người mua nhà, các bạn thấy á, mấy ngày nay mình coi trên Redfin hoặc là mình coi trên Realtor hoặc là coi trên tất cả cái nhà ở cái khu vực của mình nha, mình không biết ở những cái khu vực khác là nó sao nhưng mà ở nhà khu vực mình nó giảm 5k, 10k, 20k. Lưu ý là giảm ở đây là cái 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 asking, có nghĩa là cái cái người chủ nhà người ta giảm cái giá thay vì để cái giá cao quá thì người ta bán không được. Nhưng mà cái giá nhà nó phải nó không có giảm nha các bạn ha. Nhưng theo cái thống kê thì um, bây giờ mình sẽ chia sẻ một số các cái tin tức uh, À, trong tháng 7 quý vị bạn ha, một một số cái tin tức. Thứ nhất là giá trung bình của cái căn nhà trong tháng 7 năm 2022 là 412.700 và nó giảm 3,3% so với hàng tháng có nghĩa là giảm 3,3% so với tháng trước, nhưng mà hàng năm nó vẫn ở cái mức tăng là 7,7%, các bạn thấy không? Hàng tháng có nghĩa là tháng 7 so với tháng 6, so với tháng 5, so với tháng kia thì nó giảm nhưng mà hàng năm nó vẫn tăng khoảng 7,7% cho đến 10,8%. À nhà đã bán à nhà đã bán là nó có trong tháng 7 các bạn ha. Thì à nó 501.100 căn thì nó khoảng giảm 4,1% và hàng năm thì nó giảm hơn 19,3%, có nghĩa là cái danh số bán à danh số bán ở đây nó giảm các bạn ha, danh số giảm. À những cái nhà mới à là <laughs> là 626.900 căn thì nó giảm uh, 0.3 phần trăm và cái hàng năm nó giảm là 13,5 phần uh, trăm tất cả các ngôi nhà để bán uh, là khoảng 1 triệu 513.900 căn và nó tăng uh, theo tháng trước là 11,6 có nghĩa là cái nguồn các bạn ha uh, và 3,9 phần trăm so với năm uh, 2021 uh, cái ngày trung bình các bạn cái ngày trung bình đó là bây giờ nó cao hơn và trong tháng 7 là 21 ngày à, và hồi, hàng tháng thì nó cao hơn hồi lúc trước là có 19 ngày thôi 19 20, 21 à, 19 ngày thôi bây giờ nó là 21 ngày à, và hàng năm thì nó con số này nó cũng cao hơn à, và cái và cái danh bán trên danh sách à, thì thôi cái này không quan trọng ước tính à, rồi giá bán cho chất trung bình à, rồi à, tỷ thôi cái này cũng không quan trọng mình coi cái gì quan trọng tỷ lệ nhà bán giảm giá à, là giảm hơn kỳ trước là à, tháng 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 7 là 20,9 phần trăm rồi à, tháng lãi suất thế chấp cố định trung bình bây giờ là 5,41% các bạn ha, giảm 0,11% so với tháng trước và nó cao hơn một năm trước là 2.54. À có nghĩa là lúc trước có 2.8 mấy thôi bây giờ tới à, 5.41. Rồi một số các cái địa điểm, bây giờ mình thọc à, cập nhật một số các cái địa điểm à, với cái thị trường để cho thứ gì các bạn nắm. À, ở Indianapolis à, là thị trường mà nhanh nhất với một nửa số nhà đang chờ bán chỉ trong 5 ngày à, giống như một năm trước đó ở uh, Oklahoma City là một thị trường nhanh nhất tiếp theo với 7 ngày trung bình có mặt trên thị trường. Tiếp theo là Denver ở Colorado rồi à, à Rain Rapid à, rồi à, uh, những cái này thì nó khoảng 8 ngày à, thì các bạn thấy không? Có những cái nhà nó bán lâu nhưng mà cũng có cái nhà ở những cái thị trường họ bán nhanh. À, thị trường cạnh tranh nhất trong tháng 7 là ở Rochester ở New York, à, nơi có khoảng 78,1% số nhà bán à, trên giá niêm yết các bạn thấy không? À, có những cái nơi họ bán giá vẫn còn cao. Và trên giá niêm yết tiếp theo là 76,2% ở Buffalo New York, trăm ở New à, New ở New Jersey và bao nhiêu 70,6% ở Worcester, rồi Massachusetts và 69,8% ở Hartford. À, thì uh, các bạn thấy rằng uh, là có một số thị trường, các bạn thấy không? Có một số thị trường. Đó, cái đó là liên quan đến cái sự mà cạnh tranh. Bây giờ nói về giá cả, giá cả đó thì ở Cap Coral ở Florida có mức giá tăng cao nhất quốc gia luôn ở à, trên toàn quốc là tăng 27% kể từ năm ngoái nó tăng lên là 399.900 ở Tampa Florida có cái mức tăng trưởng à, cao thứ hai có nghĩa là cái giá tăng các bạn mức thứ giá thứ căn ha, là 24,5 phần trăm thì hồi nãy mình đang nói đó cái nhà nó tăng bình quân là 7,7 đến 10,8 phần trăm nhưng mà có những cái nơi ví dụ như là uh, Tampa uh, Tampa Florida là 24,5 phần trăm các bạn ha À, rồi thì có một số bạn chia sẻ với Đức Vũ á, là ở à, đâu không biết nhưng mà giá nhà ở à, Tampa hoặc là ở Miami hoặc là ở những cái nơi này thì đây là những cái con số mà mình thấy nó chính xác ở uh, North Park của Florida 24% uh, Greenboro uh, North Carolina là 22,2% uh, uh, Fort uh, Lauderdale là ở uh, Florida là 21% uh, thì những cái chỗ này là những chỗ mà gọi là cái giá cả nó vẫn tăng các bạn ha giá bán giảm ở hai đô thị trong tháng 7 à, là ở San Francisco là nó giảm 6,5% cái giá nhà nó giảm 6,5% rồi Oakland ở Cali là chỉ có giảm 1,5% à, đó là giá cả các bạn ha bây giờ mình đang nói tới cái việc mà à, doanh số bán hàng thì cái doanh số mà bán nhà nó giảm à, hàng năm ở, ở các cái đô thị của Hoa Kỳ thì doanh số bán hàng năm giảm ít nhất là có nghĩa là giảm ít các bạn à, doanh số có nghĩa là cái số lượng bán ra giảm ít nhất ở uh, uh, Rain Rabbit rồi uh, giảm khoảng chừng 5,7%. Tiếp theo là Buffalo ở New York là giảm 8,1%. À cái nghĩa là doanh số bán nhà nó giảm các bạn ha, là người ít người đi mua đó. Thành phố Oklahoma lọt vào top 3 với doanh số giảm là 8,6% so với một năm trước. Có nghĩa là một năm trước thì người ta mua ở cái địa điểm này nhiều, bây giờ thì ít ở uh, San Jose thì uh, ở Cali đã chứng kiến sự sụt giảm doanh số bán lớn nhất kể từ năm ngoái có nghĩa là giảm khoảng 44,2% Doanh số bán ở Bose uh, Bose uh, là Idaho là và San Diego giảm là khoảng chừng 42 phần 42 trăm và 41 phần trăm các bạn ha thì đó là cái mình thấy cái việc bán hàng giảm ở một số cái nơi thì mình thấy cái thông tin này nó cũng rất là hữu ích các bạn ha. Rồi tiếp theo là hàng tồn kho thì ở mình tình hình mình thấy là ở North Park ở Florida có cái số lượng mà nhà bán tăng mạnh nhất là 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp theo là Austin là ở Texas là uh, 37%, ở Nashville Tennessee là 33%. trăm. Uh, Benso Pennsylvania là có cái mức giảm lớn nhất trong tổng số các cái danh sách đang hoạt động này nó khoảng chừng 42,9% kể từ tháng 7 năm ngoái rồi uh, uh, Greenboro của North Carolina 24% thì nó, đây là những cái mà hàng tồn kho các bạn ạ những cái nhà bỏ ra nhiều hay là ít thì ở một cái khu vực thì có hàng tồn kho nó tăng còn có những cái nơi thì cái hàng tồn kho nó nó giảm đó. thì uh, có rất là nhiều những cái thông tin mà mình thấy nó cũng rất là hữu ích đúng không các bạn à, rất là hữu ích à, bây giờ mình uh, coi cái uh, giá bán trung bình ha giá bán trung bình ha thì uh, ở một số cái địa điểm thì coi coi nó tăng hay là giảm các bạn ha ví dụ như uh, uh, cái này nó có rất là nhiều các bạn cho mình đọc những cái địa điểm nào mà nó uh, coi nó tăng nó giảm thêm xíu thôi ví dụ như là Albany của New York là 300 000 đô la thì nó không tăng không giảm và nó hàng năm thì nó tăng là À, nó không tăng không giảm cho mấy tháng trước nhưng mà nó à, hàng năm là 9, phần các bạn à, Allentown của bên là giá trung bình là 310 000 và cái giá mà hàng tháng thì nó giảm 2,8% nhưng mà hàng năm nó tăng là 12,7% rồi à, ở Atlanta là 391.000 và nó giảm hàng tháng là 2,2% nhưng mà nó cái tỷ lệ nó tăng hàng năm nó là 16,7% các bạn. Rồi ở Austin, Texas là 517.500 giảm so với tháng trước là 3,3%. À, có nghĩa là giảm hàng tháng đó là 3,3% nhưng mà nó tăng là 7,4% các bạn. Ở cái khu vực của Đức Phủ là Baltimore có nghĩa là cái giá trung bình mua một cái căn nhà nó là 368.000 và nó giảm. Uh, 1,9% nhưng mà hàng năm nó vẫn tăng nó tăng cái giá nó tăng khoảng chừng 5,1% À, rồi mình coi ở cái địa điểm nào ví dụ như là cái căn nhà ở Boston giá khá là cao các bạn 685 ngàn giá bình quân trung bình các bạn ha và nó âm um, uh, giảm cho với hàng tháng là 2,8 nhưng mà nó hàng năm nó vẫn tăng là 7,9 phần trăm Buffalo ở New York thôi cái này uh, cái nào mình thấy nó nó nhiều đi à, ví dụ như là ở Chicago ha Chicago là 325 ngàn thì nó giảm 4 phần phần trăm Chicago không nhiều các bạn mình coi cái căn nhà nào đi à, ở có một số bạn mình đang ở đó thì ví dụ như ở Denver thì 590 ngàn và nó giảm 2,8 phần trăm nhưng mà nhà nó vẫn là 10,2 phần trăm rồi à, à, cái nhà ở à, cái chỗ nào mà nó ở Houston là 3 Houston là 345 000 và nó giảm 10, giảm 2% hàng tháng nhưng mà nó vẫn tăng so với hàng năm nó vẫn tăng là 12,4% các bạn à, rất, rất là nhiều à, Los Angeles à, là cái nhà bình quân là 862 500 giảm 3,6% nhưng mà hàng năm nó vẫn tăng là 5,2% Miami là 475 000 thì à, giảm hàng tháng là 1,2 có cái tháng này so với tháng trước là 1,2 phần trăm nhưng mà cái giá của nó hàng năm vẫn là tăng 14,5 phần trăm các bạn à, để mình coi à, cái nhà ở đâu nữa đi ở New York đi New York uh, New York là 710 ngàn không tăng hàng tháng không tăng không giảm và hàng năm nó tăng là 5,2 phần uh, trăm có nhiều bạn hỏi mình ở Orlando Orlando thì uh, 395 000 giảm 1,3 nhưng mà hàng năm vẫn là cao bạn 10. Hàng năm nó tăng cái giá là 17,9%. Ờ à, khá là nhiều các bạn à, ở Virginia, nhà, ví dụ như là Richmond Virginia nhà nè. Cái giá của một cái căn nhà bình quân là 365.000. à 365.000 thì nó không có giảm, hàng tháng nó không giảm, nó vẫn tăng 0,8% các bạn. Và hàng năm nó là 13,2%. Rồi uh, Riverside của Cali là 550 ngàn Nó giảm 3,5% nhưng mà hàng năm nó vẫn là 37,8% uh, ờ, Rất là nhiều các bạn, rất là nhiều Ví dụ như nhà ở uh, San, Diego, uh, San Francisco đi Thì là 1 triệu 495.500 và nó giảm là 5,4% hàng tháng và hàng so với hàng năm là nó giảm là 6,5% nhưng mà ở San Jose thì cũng là cái mức giá nhà khoảng chừng 1 triệu 400 000 các bạn ha giá bình quân giá đó là giá bình quân quý vị các bạn ha thì nó giảm 6,7% nhưng mà hàng năm nó tăng phải 2,6% Seattle là 789.500 nó giảm 3,1% và hàng năm nó tăng phải 6% Uh, tham bà thì uh, 386.000 giảm 1,5% nhưng mà cái mức tăng <laughs> hàng năm nó kinh khủng các bạn nó, nó tăng 24,5% uh, rồi West Virginia cũng không có gì mới uh, Ok Washington DC Washington DC cái nhà bình quân là 530.000 các bạn uh, và cái uh, hàng tháng nó giảm 3,6% nhưng mà hàng năm nó vẫn tăng 5% rồi thì khá là nhiều các bạn ha à, khá là nhiều à, khá là nhiều rồi à, có thêm là những cái ngôi nhà đã bán nữa các bạn à, à, cái ngôi nhà cái số lượng nhà đã bán ví dụ như ta liệt kê ra à, ở Atlanta Bây giờ mình chỉ coi những cái số mà ở bán nhiều thôi ở Atlanta là bán 8 hai hàng tháng là giảm 16,1% hàng năm là giảm 25 phần trăm các bạn ha mình coi những cái kênh nào mà nó bán nhiều ở những cái địa điểm nào mà nó ok Chicago là 8.860 à. thì hàng tháng là giảm 19,2 phần trăm và hàng năm là 23,5 phần à, trăm mình coi cái nhà mà nó, nó, nó nhiều thôi các bạn ha thì vì nó quá nhiều cho nên mình không có thể đọc hết được à. rồi coi à, New York à, cũng nhiều nè, 7.000 mấy nè, nó có số liệu hàng hàng các cái thành phố là bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu hết các bạn đó, bán nhà là bao nhiêu hết mình à, để mình coi rồi cái đó là danh sách mà cái số lượng nhà bán các bạn ha cái số lượng nhà đây là cái số lượng nhà bán à, ngôi nhà đã đã bán nha cái này là ngôi nhà đã bán nha các bạn rồi cái số lượng mà danh sách nhà mới người ta bỏ lên là bao nhiêu đó rồi khá là nhiều các bạn khá là nhiều khá là nhiều các cái nội dung mà mình thấy nó cũng rất là tốt cho mọi người để ngồi xem, rồi uh, hiện tại bỏ lên cái số lượng đang bỏ lên là bao nhiêu? Uh, khá là nhiều các bạn ha, khá là nhiều cái nội dung này, rồi uh, ước tính là cái số nhẹ ước tính là trung bình, uh, cái này là số liệu uh, của Redfin các bạn ạ ha, uh, khá là nhiều thì uh, đó là cái nội dung mà mình muốn cập nhật đến tất cả các bạn về cái việc mà dân số bán nhà nó giảm thực ra thì uh... Uh, dân số bán nhà trong tháng 7 giảm thì đương nhiên mà mình nghĩ rằng trong tháng 8 nó cũng sẽ giảm nữa các bạn ha uh, cái số liệu thì người thường, thường người ta cập nhật nó người ta không thể nào cập nhật trong cái lúc hiện tại được và người ta phải chờ trong cái giao dịch trong từng tháng thì nó mới có những cái số liệu này và hy vọng rằng cái, những cái số liệu này nó cũng sẽ giúp ích cho tất cả quý vị các bạn và những người nào mà đang uh, tìm kiếm để mua được cái ngôi nhà mới của mình quý vị các bạn Ok, thì đó là cái cập nhật của Đức Vũ trong ngày hôm nay. Và một lần nữa xin gửi lời tri ân và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn rất là nhiều đã luôn đồng hành ủng hộ cho kênh của Đức Vũ ở USA cũng như là kênh này là kênh Đức Vũ Cuộc Sống Mỹ tại DMV cầu chúc cho tất cả quý vị các bạn cùng với gia đình của mình luôn thật nhiều niềm vui hạnh phúc bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống quý vị các bạn ha à, quý vị các bạn hãy nhớ nhấn like và chia sẻ cho Đức Vũ nếu quý vị các bạn thấy những cái video mà mình làm nó có giá trị à, mang lại những cái giá trị cho nhỏ thôi cũng được đến cho tất cả quý vị các bạn rồi xin chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị các bạn trong những cái video tiếp theo bye bye